chuyển hóa năng lượng gió thành điện năng. Đây là mô hình đơn giản của máy phát điện gió. Gió làm cho cánh quạt quay. Nhờ các bánh răng truyền chuyển động đến một máy chuyển hóa. Máy này giúp chuyển hóa cơ năng thành điện năng. Điện năng truyền qua dây dẫn, thắp sáng ngôi nhà. Các bánh răng với kích cỡ và số răng khác nhau, tạo tốc độ tương ứng khác nhau. Khi bánh răng nối với quạt gió, nhỏ hơn bánh răng nối với máy phát, điều này làm giảm tốc độ quay của máy phát. Khi bánh răng nối với quạt gió, bằng bánh răng nối với máy phát, tốc độ quay của quạt gió bằng tốc độ quay của máy phát. Khi bánh răng nối với quạt gió lớn hơn bánh răng nối với máy phát, điều này làm tăng tốc độ quay của máy phát.